cầm nào nặng lắm ý. Trông chúng mày lố bịch thật sự luôn ý. Đấy, ta là chú cua đang giận dữ đây. Nhìn thấy chúng nó chưa? Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel Lemon Story. Mình là Mi. Mình là Thọ. Và đây là Sen và Hải Ngáo. Vẫn đang mải chơi mọi người ạ. Tại là mình đang thử vận may. Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Hôm nay thứ 6 ngày 13. Bọn mình đang ở sảnh tầng 1 của Vincom Nguyễn Chí Thanh để đi ăn hải đăng cua. Ăn hải sản. Mọi người biết ở đây mình không phải một đứa thích ăn hải sản đâu, nhưng mà ba con ở trong nhóm bọn mình không, bốn đứa còn lại đều thích ăn hải sản. Hải đăng cua hiện tại là đang có buffet cua siêu cua. Có nghĩa là mình có thể ăn bao nhiêu cua thỏa thích. Ở cạnh CGV đúng không? Đúng rồi. Đấy, mấy lần mình đi qua CGV mình nhìn thấy thôi, nhưng mà mình không để ý lắm tại vì mình không phải fan của hải sản. Hôm nay là trung thu và năm đứa bọn mình sẽ quyết định đi phá cỗ, hẹn hò với nhau. Phá cỗ. Phá cỗ. Ở bên hò cái gì? Bây giờ thì chúng ta cùng đi lên đấy nhá. Mọi người có thể đi từ tầng hầm lên cũng được. Nếu mà gửi xe ở dưới hầm thì hình như là đằng này. Đi vào đây. Biểu diễn đi. Hôm nay mình sẽ cho Thỏ có một trải nghiệm thực sự đặc biệt vào ngày trung thu 2019. Nhưng mà thật ra mình không sợ ăn cua lắm. Cua là một trong những món hải sản hiếm hoi mà mình ăn được. Mình chỉ ghét con tôm thôi. Hình như là ở đây có 12 loại sốt. Cua sốt thì ngon. Có 12 loại sốt nhưng mà là tùy theo ngày ấy, họ sẽ random ra kiểu mỗi ngày thì có bao nhiêu loại sốt ấy, chứ không phải là kiểu một ngày ra hẳn 12 loại luôn ấy. Nói chung là kiểu 12 loại nhưng mà chia ra các ngày trong tuần. Cho nên ngày sẽ có một vài loại nhất định. Mình nghĩ là hôm nay sẽ phục hôm nào đỏ thì sẽ được ăn những vị ngon. Đúng. Và may mắn của chúng mình. Còn mình vừa lấy bàn xong. Đây là view của chúng mình đây. Rồi. Siêu lãng mạn luôn. Mày tại sao mày đi sang khu thịt rồi bắt tao sang khu rau? Tao sang khu rau còn mày ở khu thịt. Trời ơi, chưa gì đã đòi ăn thịt rồi. Cảm ơn. Mày dầm nào nặng lắm ý. Trông chúng mày lố bịch thật sự luôn ý. Đấy, ta là chú cua đang giận dữ đây. Anh ấy đang đánh nhau với con cua luôn. Ngon thế. Mi ơi, chỗ này thơm cực. Hai con nhá. Dạ vâng, mỗi đĩa hai con ạ. Wow. Thơm nhở. Ở đây mặc dù là buffet hải sản thế nhưng mà mình đã nhìn thấy nào là sushi, nào là đồ tàu, nào là bánh bao. Mình sẽ ăn tất cả những cái món đấy. Tại vì thực ra ấy, mình chiều chỗ mình đi ăn hải sản thôi, nhưng mà mình vẫn thích ăn các món bình thường hơn. Giới thiệu mọi người, đây là quầy dim sum. Ta ăn cái này. Một cái này. Ui, bánh bao cao, bánh bao mất ngon hết. Cả trứng sữa nữa, cả xíu nữa. Trong lúc chờ chúng mình sẽ ăn bánh bao. Bánh bao kim sa là phải ăn luôn. Trời ơi, vì nếu mà nó nguội thì ăn nó sẽ bị tanh. Ua. Ua. Nhân hơi loãng một tí nhưng mà ngon lắm. Ừ. Ngon lắm. Mỗi lần mà nó ăn cái gì ngon nó cứ cho mọi người xem nè. Ui, tại sao bánh bao lại ngon như thế hả mọi người? Nếu mà đến đây mà chỉ ăn bánh bao không thì có bị mọi người đánh không? Cái này có salad này. Thank you.
bọn mình không muốn ăn hấp không, tại vì sợ bị nhạt ấy, nên là bọn mình cho luôn vào nồi lẩu Thái. Lúc bọn mình đi lấy cua ấy là đúng lúc anh ấy vớt ở trong bể ra, thì là vớt được 4 con to kinh khủng ấy. Nhìn nè. Nhìn cái càng đi. Đi. Nóng hổi luôn. Ăn vịt đi lấy thức ăn gì? Trên đường về đây con chân gà định chạy trốn, nó cứ trượt trượt ý. Đấy đấy đấy. Mày làm tơ tiếng nào nhá, mày nhập lên ăn cái đấy. Salad hoa quả, khoai rồng, ngon cực. Thủy lấy gì đấy? Em lấy nhiều thứ lắm, vừa nãy mình bê cả đĩa của người ta về nhưng mà các chị không cho. Bên bà Sen đang cắt bì bì cho chúng mình ăn. Ai thưởng thức gì? Con này tươi, nó không còn tanh lắm. Ăn bùi tươi. Cơ bản nó không bị bở bùi bụng ấy. Nó dây thì không phải là quá là xịn sò như bề bề mình ăn ở biển, nhưng mà trộm vía là ăn được, béo hết. Khá là mập mạp. Đây, cái nước sốt này nó làm cũng ngon ấy, thành ra là ăn vào không bị tanh đâu. Ăn vào rất là thơm. Thủy rất chăm chú khi để ăn bề bề. Này chấm cái sốt này ngon cực Thủy ạ, cái sốt này này. Thủy ạ, sau đây mình sẽ biểu diễn kỹ năng tên là bề bề biến mất. 3 giây con bề bề sẽ biến mất. Mình còn 1 giây thôi. Mình 1 giây thôi Thủy ạ. Mày trả nó 2 giây còn lại đây. Ngon mà đúng không? Ngon mà. Chị ơi, bề bề chưa ăn hết. Cứ ăn đấy cứ làm sao ấy, vừa thả mồm mày đã hết rồi. Làm sao ấy, rất vẩn, không chấp nhận được. Thả ngoài này. Cái sốt đấy là ớt xanh đấy, cay đấy, mày ăn được không? Không, sẽ tập ăn cay. Tao vừa ăn. Ơ, mày quên lời thề của Thanh Hải rồi à? Ờ. Ngon không? Tươi mà nó chắc. Chắc thịt mà đúng không? Ừ. Mình chưa ăn thử các sốt khác các bạn ạ, nhưng mà cái sốt cà ri này nó ngon, kiểu vị của nó cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, ngon hơn em ạ. À, chị ơi, tại vì là em ăn thịt con cua nên là dù nó chết rồi nó vẫn phải cố hiện hồn về nó báo thù em. Nó chọc vào tay em đau quá. Không phải đâu đấy, là tại tham ăn đấy. Móc cua. Ý ra là ta móc được cái thịt này ra. Ừ, con cua này này, nó to hơn là con cua sốt. Nó to hơn cái con cua sốt cỏ. À ừ, con này là con mình bắt ở bể xong rồi mình cho vào nồi đúng không? Ừ, thực ra là do mình chọn. Ừ, mình ra đấy chọn có nghĩa là có con to con nhỏ thôi. Cua sốt ý, thì người ta sẽ làm sẵn cho mình, thế nên là các con cua trông có vẻ nhỏ. Nhưng mà các cái con cua mà mọi người để hấp với cả để cho vào lẩu này này thì nó rất là to nên vì mọi người có thể chọn được. 359.000 trong tối từ 6 đến chủ nhật. Ừ. Cuối tuần là 359.000. Còn hình như là ngày thường là 329 ấy. Rẻ, rẻ nhở? Cuối kia còn rẻ hơn. Ở đây rất rộng luôn và cực kỳ nhiều bàn. Thứ hai là nó có khu chơi cho trẻ con. Thế nên là bạn nào mà kiểu đi về gia đình mà có con nhỏ hoặc là có em nhỏ ấy thì ra chỗ này cũng khá tương đối là hợp lý. Chỗ này nó sẽ phù hợp với những kiểu bữa ăn gia đình đông. Tại vì nhà mình ấy mỗi lần đi ăn đông ấy là hay đi ăn buffet. Cho nó rẻ và cho nó tiện. Và ai cũng ăn được tại vì món gì cũng có. Cho dù là mình thích ăn hải sản hay không ăn được hải sản thì cũng có thể ăn được ở đây. Tại vì nó có rất là nhiều món khác nhau chứ không phải là kiểu chỉ có hải sản không. Nhưng mà về cơ bản là đồ hải sản ở đây tương đối ngon, tương đối là tươi. Bây giờ mình sẽ biểu diễn màn ảo thuật. Cua sẽ biến mất trong vòng 1 giây. Cái mình thích ở đây ấy là các cái sốt cua. Hôm nay có sốt cà ri, sốt mơ và sốt me. Mình đã nếm thử cả ba loại sốt đấy rồi và cả ba cái sốt đấy đều ngon, đặc biệt là sốt cà ri. Bạn nào thích ăn cay thì ăn ngay cái sốt cà ri của mình. Mình không biết ăn hàu sống. Mình có thể ăn 20 con hàu là một lúc. Một lúc luôn ấy. Dạ. Đam mê đấy. Không đi ăn với nó ấy. Nó lấy để trong cái đĩa ở đây. Còn hai con. Lúc nào ăn hàu nó cũng kiểu mọi người sợ tanh nhưng mình không thấy tanh. Mình nghĩ kiểu nó sướng. Bây giờ mình ăn 3 con hàu rồi đấy.
Họ phô mai ngon mà. Ăn nhanh không nó nguội mất ý. Em ăn nó nguội rồi ý. Ăn rồi. Không quan tâm. Ăn rồi. Thì hơi ngon vậy. Thì em có thể ăn hàu sống. Hay là việc có hàu phô mai. Ngon nhờ, công nhận con hàu phô mai này ngon. Ngon thế nào luôn. Ngon lắm luôn. Ngon tuyệt vời luôn. Nó nhử của mày. Nó lơ à. Ngon không? Hơi ngậy. Tại vì nó cho rất nhiều phô mai luôn ý. Ui, cái tảng phô mai của nó phải dày cộp như này này. Người ta cho vào là để bớt đi cái tanh của cua ấy. Chứ nó không có cái, không có cái gì gọi là lẩu thái cả đúng không? Nổi bật của lẩu thái cả. Đây là lẩu cua. Nhưng mà ngọt ngọt khá là dễ ăn. Nhưng mà với cả là nếu mà để mình đi ăn lẩu thái thì mình chẳng vào đây ăn lẩu thái được. Thật. Vào đây để ăn cua đây này. Đây này. Mình thì cảm thấy là hôm nay ở mức độ ăn điểm của chúng mình cho được khoảng 8 điểm nhỉ? Ừ, 8 điểm. 8 điểm đấy. 8 rưỡi. Tại vì có bánh bao ngon. Với nếu mà so với cả buffet ấy, thì như thế này là ngon. Mà buffet hải sản thì hải sản như thế này là tươi ngon. Với cả là thật ra mình thấy mặc dù đông khách ấy, nhưng mà đồ ăn ra cũng tương đối nhanh, không phải chờ lâu. Chứ mà ăn được. So với những chỗ ăn buffet khác này, có những cái chỗ ăn buffet mà mình ăn kiểu không nổi món nào ấy, thì vì chỗ này mình đánh giá tốt. Trước khi đi ấy, thì bọn mình cũng hơi bị do dự một chút. Vì là có đọc được một cái review nhỉ. Ờ, em ơi, có một cái bạn ấy review kiểu rất là ngoa. Bạn phải là cua bé như con cua đồng. Điêu thế, leo lắm phải được. Cái con này nó phải được từng này mà đấy là con cua làm hôm sao. Hôm qua mình định cản trừ nó, mình bảo là thôi không đi ăn ở quán này nữa đâu. Thấy review như giờ ơi, không đi nữa đâu. Tại vì mình đọc tương đối được nhiều các cái review xấu ở về cái quán này. Mình thấy cua tươi mà lấy ở bể ra ấy để cho vào lẩu về hấp ấy thì nó rất là to, mình chọn nó con to. Còn cái cua người ta làm sẵn sốt sẵn thì nó nhỏ hơn thôi, nhưng mà không phải là nó bé như con cua đồng. Điều thực sự thế là điều mình cảm thấy là cái review này nó hơi bị độc ác sâu đối với cái nhà hàng. Khi mà mình đọc được những cái đấy mình cũng cảm thấy hơi nghi ngại thật, đúng là như thế thật. Nhưng mà cả chăm nghe không bằng một thấy, mình nói mọi người rồi, cái gì cũng phải tận mắt chứng kiến và tự mình thử thì mình mới tin. Mình chỉ tin vào vị giác của mình thôi.
và khi mà mình thử ấy, mình bị giác mình nói với mình rằng ở đây ăn được thì là ăn được. Nói chung là buổi đi ăn của mấy chị em hôm nay rất là vui, rất là ngon, rất là thành công. Có một điểm chừa sáng rất là trâu. Tí thì mình dập mặt. Thật ra chỉ trơn với rách của xe thôi, rách dày của mình không trơn. Em không thể trơn đâu. Ăn ở sao vậy? Ăn ở sao? Xem video. Bây giờ chúng mình xin phép dừng vlog tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ở những video ăn uống khác.